Vâng, A Châu xin kính chào các bác nhé. Đây A Châu sẽ test thử cái độ bền của cái lồng dọ 8 cửa của bên em. Một người 50 cân, trèo lên cũng thoải mái các bác nhé. Không bị gãy, bị gập. Cái lồng dọ này không những dai mà còn rất là bền, rất là khỏe các bác nhé. Đây các bác có thể thấy không bị vỡ hay là bị bẹp, bị gãy, bị biến dạng nha các bác nhé. Tại vì cái lồng dọ 8 cửa này của bên em được làm từ loại nhựa Thái Lan. Độ bền, độ dẻo rất là cao. Không những dẻo mà lại rất là khỏe, rất là bền. Lồng này các bác có thể bẫy đa lăng tất cả các loại tôm cua cá lươn trạch và độ bền rất là cao, các bác có thể dùng ít nhất là 15. Hàng nhựa này không giống như hàng nhựa trên thị trường là nhựa pha phế, nhựa giòn, dễ vỡ, dễ gãy các bác nhé. Nhựa này của em là hàng nhựa Thái Lan, được đúc nguyên khối và các bác có thể đập bẻ hay các bác bóp, các bác dẫm thoải mái các bác nhá Mắt lưới của lồng dội là 3 đến 4 ly, các bác có thể bẫy từ những con lươn, con trạch, con tôm, con cá bé từ đầu đũa trở lên các bác nhé. Đây là nhựa Thái Lan cho nên là nó rất là dai, rất là dẻo. Các bác chạm nhẹ là hơm đã mở rồi, không như cái hàng ở trên thị trường nó rất là cứng, rất là thô. Khi các bác chạm nhẹ nó sẽ mở ngay lập tức. Còn hàng trên thị trường nó rất là cứng, khi các bác chạm nó không mở được ngay lập tức đâu. Với chiếc hơm này thì tôm cua cá vào rất là dễ, chạm nhẹ thôi là nó đã vào rồi các bác nhá. Miệng hôm là 13 phân và đường kính của lồng là 35 phân rất là to các bác nhìn bên ngoài rất là to các bác ạ các bác có thể chứa được bao nhiêu tôm cua cá lươn chạch thoải mái các bác nhé Ngoài ra còn có một cái mẫu rất là hot của năm ngoái là mẫu ba cửa này hai mẫu này đánh hiệu quả như nhau và các bác có thể lựa chọn theo sở thích của các bác ba cửa hay tám cửa đều rất là ok và em đang chạy chương trình giảm giá rất là sâu rất là rẻ các bác nhé rẻ nhất thị trường các bác nhanh tay liên hệ cho Hà châu nhé và em cam kết với các bác là hàng của em là bền nhất và rẻ nhất thị trường em đang chạy chương trình giảm giá rất là rẻ rẻ nhất thị trường luôn và số lượng rất là nhiều các bác nhanh tay liên hệ cho Hà châu nhé